Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2016, Chủ nhật thứ 31 thường niên năm C. Trích sách khôn ngoan. Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân và như hạt xương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành. Vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì thì người đâu có tác tạo nó. Nếu Chúa không ưng thì làm sao một vật có thể tồn tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi thì làm sao nó duy trì được? Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài, vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn. Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối với mọi loài, và là dường nào. Vì thế lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Chúa nhân ai và từ bi, chăm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hào tâm với hết mọi loài và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa và hãy đề cao quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai xa ngã và cho mọi kẻ phục cầm lưng đứng thẳng lên. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em. Thiên Chúa chúng ta đối thương làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em. Và xin người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta được vinh hiển trong anh em và anh em được vinh hiển trong người, do ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và về sự chúng ta tập hợp bên cạnh Người, chúng ta nài xin anh em chớ vội để mình bị dao động tinh thần, và đừng hoảng sợ bởi có ai nói tiên tri hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ nào được coi như do chúng tôi gửi đến, mà nói như thể ngày Chúa gần đến. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Ông vội vàng trục xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ khó. Và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sống đức ái. Bài của Linh Mục Joseph Tạ Duy Tuyền. Một ngày nọ, mẹ Teresa nhận được 15 đô la do một người bị bất toại đã 20 năm gửi tặng. Ông ta bị toàn thân bất toại, chỉ còn bàn tay phải là có thể cử động được. Ông sống trong cô đơn và chỉ có một người bạn duy nhất là điếu thuốc lá. Hôm ấy mẹ Teresa đến thăm, an ủi ông và ông đã nói với mẹ: Thưa mẹ, con đã ngừng hút thuốc từ một tuần nay và đây là số tiền con dành dụm được. Con xin biếu mẹ để mẹ mua cơm bánh cho những kẻ nghèo khó. Thật quý hóa cho một tâm hồn cao thượng, biết tích góp từ những đồng tiền ít ỏi của mình để trao tặng tha nhân. Người ta nói rằng trên đời này không ai nghèo đến nỗi không có gì để chia sẻ với người khác, và cũng không ai giàu đến độ không thể nhận thêm được cái gì của người khác. Với số tiền nhỏ bé 15 đô la kia, mẹ Teresa đã mua cơm bánh cho người nghèo đói. Và cả hai, người bất tội trong việc cho đi và người nghèo đói trong việc nhận lãnh, đều cảm nhận được một niềm vui sâu xa. Có lẽ nhiều lần chúng ta đã dễ dàng quên đi một sự thật căn bản này là mỗi một dịp chia sẻ với người khác, tức là một lần đón nhận niềm vui của một tâm hồn biết cho đi. Thế nhưng chúng ta vẫn để cuộc đời trôi qua trong tẻ nhạt vì lạnh vắng tình người. Thật ra giá trị cuộc đời con người nằm ở chỗ có khả năng trao ban. Người càng trao ban nhiều thì càng có giá trị với cộng đoàn, với xã hội. Ai không biết trao ban sẽ trở thành vô ích với xã hội loài người. Chứ dù họ có lắm tiền nhiều của hay chức vọng cao sang thì cũng vô giá trị với anh em nếu không biết trao ban. Trao ban còn cho ta niềm vui của cuộc sống khi nhận ra mình thật có ích với tha nhân. Chúng ta có thể trao ban cho tha nhân tiền tài, tình yêu, sự chia sẻ, lòng cảm thông. Chúng ta có thể trao ban lời nói và hành động, ngay cả ánh mắt của sự đồng cảm, yêu thương. Trao ban sẽ tạo cho ta một mối dây liên hệ gắn kết với tha nhân, cộng đoàn. Trao ban sẽ tạo cho ta niềm vui vì thấy người khác vui nhờ sự chia sẻ của chúng ta. Đây là niềm vui của Gia-kêu khi ông biết cho đi. Có lẽ cuộc đời ông trước kia chỉ đón nhận, chỉ biết vung quán. Có khi vung quán bằng những hành vi bất chính. Ông có tiền và rất giàu, ông có kho lẫm tích trữ rất nhiều, nhưng ông không có niềm vui tâm hồn. Ông biết rằng khi trao ban mới có niềm vui, nhưng ông không tìm được lý do để trao ban. Cho tới khi ông gặp Thầy Giê-xu, ông mới mạnh dạn làm cái điều mà mình hằng tổn thức, hằng ước mong. Thầy Giê-xu là động lực để ông dám trao ban cả một khối gia tài mà trước đây ông vung quán.
Ông xây kho lẫm để chất cho đầy. Khi có thầy Giê-xu, ông chỉ muốn dùng tài sản của mình để đền bù cho những ngày tháng mình quá ích kỷ. Ông muốn làm việc nghĩa. Ông sẵn sàng làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm. Giờ đây ông biết rằng tiền bạc chẳng mua được hạnh phúc và càng không mua được nước trời. Cuộc đời quanh ta cũng có biết bao cơ hội để ta trao ban, nhưng dường như chúng ta vẫn để cơ hội ấy lặng lẽ trôi qua. Chúng ta vẫn sợ cho đi mình sẽ thiệt thòi. Chúng ta vẫn ích kỷ không dám cho đi vì sợ người ta hơn mình. Chúng ta vẫn cố nắm giữ cho mình mà ít nghĩ tới việc trao ban. Thế nên cuộc đời chúng ta vẫn lặng lẽ trôi qua trong âm thầm tẻ nhạt. Ước gì mỗi lần chúng ta đến với Chúa sẽ cho chúng ta cơ hội để trao ban. Có Chúa là gia nghiệp, là hạnh phúc vượt trội hơn mọi danh vọng vật chất trần gian. Có Chúa là lẽ sống sẽ giúp chúng ta làm một điều gì đó cho Chúa vui lòng. Như Gia-keo đã thành tâm sám hối chuộc lại lỗi lầm, ông đã bố thí, đã trao ban. Nhờ đó ông ngập tràn niềm vui trong tâm hồn. Xin cho chúng ta cũng biết noi gương Chúa, biết sống cho đi mà không tính toán, cho đi cả mạng sống mình vì hạnh phúc tha nhân, để nhờ đó chúng ta được sống mãi trong tình thương của Chúa. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền. Viên đá quý. Edith Stein. Đó là tên của một người đàn bà mà chúng ta thường nghe nhắc đến nhiều lần nhân chuyến viếng thăm lần thứ hai của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Nhị tại Tây Đức năm 1987. Stein theo tiếng Đức có nghĩa là đá. Đây không phải là một viên đá tầm thường, nhưng là một viên ngọc quý đã được tôi luyện giữa lò lửa của hận thù chiến tranh. Viên ngọc quý Stein đã được gọt đẽo và nung nấu trước tiên trong sự dửng dưng vô tôn giáo của những trào lưu tục hóa sau đệ nhất thế chiến. Lên 14 tuổi, Edith Stein đã mất hoàn toàn niềm tin vào Thiên Chúa của tổ phụ Abraham. Nhưng cho dù con người có chối bỏ Thiên Chúa vẫn tiếp tục theo đuổi con người. Cuộc săn đuổi kỳ diệu ấy đã đưa con người đến ngõ cụt của cuộc sống. Nhưng chính khi đứng trước bức tường tưởng chừng như không thể vượt qua được, Thiên Chúa đã đưa cánh tay của Ngài ra để nâng con người lên. Đó là điều đã xảy ra cho Edith Stein khi cô chứng kiến gương kiên nhẫn của một người thiếu phụ Công giáo. Chiến tranh đã cướp đi người chồng thân yêu. Người đàn bà ấy vẫn lấy đức tin vào Chúa Kitô để vượt thắng mọi đau khổ, thử thách. Edith Stein thú nhận, thập giá của Đức Kitô đã đem lại sức mạnh kiên hùng cho người phụ nữ và do đó cũng phá vỡ bức tường cứng tòng tin của cô. Trong ánh sáng của thập giá Kitô, Edith Stein đã tìm lại được niềm tin vào chính Thiên Chúa của người Do Thái. Nhưng ánh sáng đó đã gắn liền với cả cuộc đời còn lại của cô như một định mệnh. Giữa những đổ vỡ và tàn ác của chiến tranh, Edith đã tìm lại được định hướng cho cuộc đời. Thánh giá đã được gắn liền với tên cô từ đó: Teresa Benedicta della Rosa. Teresa được thập giá chúc lành, thập giá của Đức Kitô mà cô đã vác lấy qua cái chết đau đớn trong lò hơi ngạt tại trại tập trung Auschwitz, đã biến cô trở thành một viên ngọc quý có giá trị cứu rỗi cho cả một dân tộc mà cô hằng yêu mến. Ở đâu và bất cứ lúc nào cũng có thập giá đã mang tiếng khóc vào đời. Có người tiến bước trong cuộc sống với tất cả gánh nặng của thập giá. Tại sao Thiên Chúa đã để cho con người phải đau khổ? Mãi mãi dường như con người sẽ không bao giờ tìm được câu giải đáp cho vấn đề đau khổ. Chúa Giê-xu không bao giờ đặt vấn đề và cũng không bao giờ đem lại một giải đáp cho vấn đề. Trong thinh lặng, Ngài đã vác lấy thập giá và khi sống lại, Ngài cho chúng ta thấy rằng thập giá là con đường dẫn đến sự sống. Hãy vác lấy thập giá và theo ta. Đó là lệnh truyền của Ngài, mang lấy thập giá với tinh thần chấp nhận và mến yêu. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng bừng lên trong cuộc sống. Mang lấy thập giá, chúng ta sẽ thấy tình yêu mạnh hơn sự chết. Mang lấy thập giá, chúng ta sẽ chiến thắng được hận thù
và thất vọng. Bài trích sách lẽ sống.